Xin chào mọi người, lại là kênh của Mr. Zero, bóng đá vui nhộn đây. U23 Việt Nam tại giải U23 châu Á, thủ môn Văn Toản chỉ mưu thế hơn Bùi Tiến Dũng. Huấn luyện viên Park Hang-seo triệu tập 3 thủ môn vào danh sách 28 cầu thủ U23 Việt Nam chuẩn bị cho vòng chung kết U23 châu Á. Trong số này, thủ môn Nguyễn Văn Toản có ưu thế hơn hẳn thủ thành Bùi Tiến Dũng cho một suất chính thức trong màu áo U23 Việt Nam. Từ sau sai lầm trong trận đấu với Indonesia tại SEA Games 30 vừa rồi, cơ hội thi đấu chính thức của Bùi Tiến Dũng xem như đã mờ mịt hẳn, nhất là sau khi người thay thế anh trong khung thành là thủ môn Nguyễn Văn Toản bắt quá hay trong các trận đấu quyết định của U22 Việt Nam ở SEA Games. Vậy, thầy Park sẽ chọn Dũng hay Toản? Hãy cùng Mr. Zero tìm hiểu nhé! Đừng quên bấm nút like, share và đăng ký kênh cho Mr. Zero nào! Tạm biệt! Huấn luyện viên Park Hang-seo triệu tập 3 thủ môn vào danh sách 28 cầu thủ U23 Việt Nam chuẩn bị cho vòng chung kết U23 châu Á. Trong số này, thủ môn Nguyễn Văn Toản có ưu thế hơn hẳn thủ thành Bùi Tiến Dũng cho một suất đá chính thức trong màu áo U23 Việt Nam. Chưa chắc đã có sự chênh lệch về chuyên môn ở vị trí gác đền, nhưng quyết định lựa chọn nhân sự của huấn luyện viên Park Hang-seo ở U23 Việt Nam đơn thuần chỉ là câu chuyện niềm tin. Thủ thành Bùi Tiến Dũng từng bước ra từ giải U23 châu Á năm 2018 như một người hùng, anh góp công lớn vào ngôi Á quân của U23 Việt Nam, để lại dấu ấn với những pha cản phá 11m xuất thần giúp U23 Việt Nam chiến thắng trong trận tứ kết với U23 Iraq và bán kết với U23 Qatar đầy quả cảm. Đó là giải đấu chính thức đầu tiên của huấn luyện viên Park Hang-seo khi sang Việt Nam. Bùi Tiến Dũng không chỉ là công thần của bóng đá Việt Nam mà còn được xem như là sự lựa chọn đúng đắn của ông Park. Bởi trước đó, tại SEA Games năm 2017, Dũng đã mất vị trí số 1 vào tay Phí Minh Long chỉ vì một tình huống sai sót ở vòng loại U23 châu Á năm 2018. Huấn luyện viên Park Hang-seo đã tin dùng Bùi Tiến Dũng như một sự sửa sai cho huấn luyện viên Nguyễn Hữu Thắng, bởi Phí Minh Long chính là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến việc U22 Việt Nam bị loại cay đắng ở vòng bảng SEA Games năm đó. Cơ hội nghề nghiệp của Dũng tưởng chừng đã mở rộng sau giải đấu đó, thì đến sân chơi V-League, anh lại không được thường xuyên bắt chính. Điều này được các huấn luyện viên V-League lý giải rằng Bùi Tiến Dũng cần phải học hỏi và trau dồi kinh nghiệm nhiều hơn nữa. Cầu thủ này không nắm bắt được những cơ hội dành cho mình nên chỉ là sự lựa chọn thứ hai, thứ ba. Thế nên mới có chuyện, tại ASEAN 18, huấn luyện viên Park Hang-seo đã phải gọi Đặng Văn Lâm là một trong 4 cầu thủ ngoài độ tuổi U23 lên tập trung cùng U23 Việt Nam. Ông lo ngại về phong độ của Bùi Tiến Dũng và chọn Văn Lâm như một phương án sẵn sàng. Chỉ đến khi Bùi Tiến Dũng tạo ra sự tin tưởng, ông Park mới quyết định loại Văn Lâm để ưu tiên cho 3 suất cầu thủ ngoài độ tuổi U23 trên hàng công là Anh Đức, Văn Quyết và Hùng Dũng. Đây cũng là giải đấu mà Dũng chơi ổn định. Đến AFF Cup năm 2018, dù Tiến Dũng đã được triệu tập nhưng vị trí bắt chính lại thuộc về Văn Lâm. Đây là giải đấu mà đội tuyển Việt Nam lên ngôi vô địch, Lâm Tây cũng xác định luôn vị trí của mình là bất khả xâm phạm. Các giải đấu sau đó như Asian Cup năm 2019 hay vòng loại World Cup năm 2022, Lâm đều đã chơi rất xuất sắc, Bùi Tiến Dũng chỉ có thể tìm kiếm cơ hội tại SEA Games 30. Tuy nhiên, sau tất cả những gì diễn ra, Tiến Dũng lại tự đánh mất đi cơ hội của mình khi mắc sai lầm. Ở SEA Games 30, huấn luyện viên Park Hang-seo lựa chọn Tiến Dũng và Văn Toản cho vị trí gác đền của U23 Việt Nam. So với Văn Biểu, hai thủ môn này được lợi thế chiều cao, sải tay dài, kỹ năng cơ bản cùng những kinh nghiệm thi đấu nhất định. Chiến lược gia người Hàn Quốc đã trao cơ hội cho Tiến Dũng bắt chính ở các trận đấu gặp U22 Brunei, U22 Lào và U22 Indonesia. Tuy nhiên, trong trận đấu gặp đội bóng xứ Vạn Đảo, thủ môn sinh năm 1997 lại một lần nữa mắc sai lầm khi có tình huống bắt không dính bóng, tạo điều kiện cho đối thủ ghi bàn mở tỷ số. Từ sau sai lầm trong trận đấu với Indonesia tại SEA Games 30 vừa rồi, cơ hội thi đấu chính thức của Bùi Tiến Dũng xem như đã mờ mịt hẳn, nhất là sau khi người thay thế anh trong khung thành là thủ môn Nguyễn Văn Toản bắt quá hay trong các trận quyết định của U22 Việt Nam ở SEA Games. Thật ra thì, Văn Toản cũng có một số sai lầm ở trận đấu với Thái Lan cuối vòng bảng trên đất Philippines. Tuy nhiên, sai lầm của Văn Toản là dạng sai lầm do thiếu kinh nghiệm vì ít được bắt chính trong các trận đấu quốc tế, kể cả các trận đấu giao hữu của U22 Việt Nam trước SEA Games. Chứ về năng lực chuyên môn, Văn Toản cho thấy mình là thủ thành có năng lực tốt. Sau khi có thêm kinh nghiệm ở trận đấu với Thái Lan, Văn Toản thi đấu khác hẳn ở các trận bán kết và chung kết. Ngược lại, sai lầm của Bùi Tiến Dũng trước Indonesia là dạng sai lầm xuất phát từ năng lực chuyên môn. Trong khoảng 2 năm qua, từ sau vòng chung kết U23 châu Á hồi đầu năm 2018, Bùi Tiến Dũng lặp đi lặp lại các pha bắt hụt bóng bổng, điểm yếu lớn nhất của anh. So với Bùi Tiến Dũng, kỹ năng bắt bóng của Văn Toản tốt hơn, cơ bản hơn, dẫn đến các động tác không chơi bóng gọn gàng hơn.
phản xạ của Văn Toản cũng rất tốt. Đó là lý do mà câu lạc bộ Hải Phòng của thủ thành này sẵn sàng để thủ môn nổi tiếng Đặng Văn Lâm rời đội sang khoác áo câu lạc bộ Mùa An Thông United hồi đầu mùa mà tin tưởng giao khung thành cho một thủ môn trẻ măng như Văn Toản. Lợi thế khác của Văn Toản so với Bùi Tiến Dũng là thể hình. Văn Toản cao 1m85, còn Bùi Tiến Dũng chỉ cao 1m81, xem như Văn Toản có lợi thế hơn so với người đồng nghiệp ở các pha đối đầu tay đôi, vốn rất quan trọng trước các đối thủ có thể hình tốt ở giải châu Á. Và như đã nói, thể hình này cộng với kỹ năng bắt bóng tốt hơn, cơ bản hơn giúp Văn Toản xử lý bóng bổng tốt hơn Bùi Tiến Dũng. Trước các đối thủ vốn chơi thiên về sức mạnh như Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, Jordan và UAE, dự báo U23 Việt Nam sẽ đối diện với khá nhiều pha rớt bóng bổng và bóng dài từ phía đối thủ và chúng ta cần có người giỏi trong các pha bóng như thế này. Điều quan trọng hơn nữa là với Nguyễn Văn Toản đứng trong khung thành, các đồng đội của thủ môn này ngay phía trên anh sẽ có thêm niềm tin thay vì vừa đá vừa lo sợ thủ môn đội nhà có thể mắc sai sót bất cứ lúc nào như khi Bùi Tiến Dũng giữ vị trí chính thức giữa hai trụ cầu môn. Chi tiết đó giúp cho toàn bộ hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam trở nên an toàn hơn. Mà an toàn ở khu phòng ngự chính là tiền đề, là bàn đạp để các đội bóng của huấn luyện viên Park Hang-seo hướng đến thành công. Thủ môn Nguyễn Văn Toản, kỳ vọng truyền nhân của Đặng Văn Lâm. Phút 38, trận Hải Phòng với Hoàng Anh Gia Lai 1-0, vòng 4 V-League năm 2019. Thủ môn Nguyễn Văn Toản đã có tình huống đổ người đúng hướng cản phá thành công của penalty của Văn Toản, giữ lại 3 điểm ở lại sân Lạch Tray. Đó chỉ là một trong số nhiều tình huống mà khán giả phải trầm trồ tên Văn Toản trong lần đầu tiên thủ môn sinh năm 1999, cao 1m85 này được bất chính tại V-League. Có lẽ ngày lúc này, đời cứ ngỡ là mơ với chính Văn Toản, bởi mới ngày nào, cậu bé mới lớn còn mất hết ý chí, đắm chìm trong cơn say suốt cả năm trời, để quên đi nỗi oan ức, án kỷ luật phải rời đội trẻ Hải Phòng. Anh em chiến hữu đá phủi ở Thủy Nguyên, Hải Phòng kể về Văn Toản. Sau lần bị đuổi oan ức, nguyên một năm trời cậu ăn chơi, tưởng nát bét rồi cơ, sau Tết năm 2018, về đá phủi ở Hải Phòng thì gặp lại nó. Tay chân còn loằng ngoằng lắm, vậy mà bẵng đi một năm, đã lên lại. Toản có tố chất, bắt hay đến mức, đi chỗ lạ, bắt dùm mà cả thị trấn phải khen thì biết như thế nào rồi. Về tính cách thì cơ bản là thằng bé này ngoan, biết điều, tôn trọng người lớn, mà giờ ông ấy lên cao thành sao rồi thì không biết sao nữa. Năm 2016, Văn Toản được đồn lên đội 1 Hải Phòng, nhưng xảy ra biến cố và thủ môn này phải về nhà, phụ giúp nghề nhôm kính của gia đình. Sau đó mọi thứ diễn ra như lời kể ở trên, đi kèm theo đó là lời kêu gọi, động viên của huấn luyện viên thủ môn câu lạc bộ Hải Phòng Nguyễn Đức Cảnh. Cũng chính ông Cảnh là người tiến cử Văn Toản với huấn luyện viên Park Hang-seo ở tuyển U23 Việt Nam như một cách đạt cột mốc phấn đấu cho cậu học trò tưởng chừng nát bét ngày nào. Nguyễn Văn Toản đã thể hiện tài năng, chứng minh bản thân là viên ngọc thô đáng giá. Tuy vậy, mọi thứ chỉ mới bắt đầu. Sau SEA Games 30 thì vòng chung kết U23 châu Á tại Thái Lan sẽ là cơ hội để thủ thành sinh năm 1999 có thể khẳng định mình rõ ràng hơn và từ đó tìm được một chỗ đứng vững chắc cho đội hình của chiến lược gia người Hàn Quốc. Thủ môn Văn Toản nhận thưởng lớn khi về quê. Trưa ngày 12 tháng 12, Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng tổ chức lễ vinh danh các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc tại SEA Games 30 nhằm động viên, khích lệ tinh thần các vận động viên, huấn luyện viên mang về huy chương cho Việt Nam. Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng quyết định chi hơn 1,5 tỷ đồng thưởng cho một tập thể và 17 cá nhân. Các vận động viên Hải Phòng đạt huy chương vàng gồm thủ môn Nguyễn Văn Toản của U22, vận động viên Đào Thị Hồng Nhung ở bộ môn võ gậy, Vũ Ngọc Sơn ở bộ môn Kuras và vận động viên Nguyễn Việt Anh môn thể dục aerobic. Bên cạnh đó, huấn luyện viên trực tiếp huấn luyện vận động viên đạt huy chương vàng được thưởng 100 triệu đồng, huy chương bạc 50 triệu đồng và huy chương đồng là 25 triệu đồng. Trung tâm đào tạo vận động viên thành phố Hải Phòng cũng được khen thưởng. Một doanh nghiệp trao thưởng cho các vận động viên đoàn thể thao Hải Phòng có thành tích tại SEA Games số tiền là 300 triệu đồng. Tại buổi lễ vinh danh, Văn Toản nhận được sự quan tâm đặc biệt. Thủ thành sinh năm 1999 là người bắt 9 năm trong tổng số 7 trận đấu của U22 Việt Nam tại SEA Games. Trong trận đấu cuối cùng, ở vòng bảng gặp Thái Lan, thủ thành 20 tuổi mắc sai sót dẫn tới hai bàn thua đầu tiên, nhưng U22 Việt Nam vẫn kịp gỡ hòa 2-2 để giành ngôi đầu bảng. Ở trận bán kết gặp Campuchia, anh đẩy được một quả penalty giúp Việt Nam giữ sạch lưới và thắng 4-0. Trong trận chung kết với Indonesia, Văn Toản tiếp tục thể hiện phong độ xuất sắc và U22 Việt Nam giành chiến thắng 3-0. Đây là chiếc huy chương vàng bóng đá nam SEA Games đầu tiên của Việt Nam sau 60 năm. Sau buổi lễ vinh danh ở Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng, Văn Toản chỉ còn vài tiếng để về thăm gia đình. Sáng ngày 13 tháng 12, anh đã phải trở lại tập trung cùng tuyển Việt Nam sang Hàn Quốc tập huấn, chuẩn bị cho vòng chung kết U23 châu Á. Theo bạn, tại giải đấu quan trọng sắp tới, huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ lựa chọn Bùi Tiến Dũng hay Nguyễn Văn Toản cho vị trí trấn giữ khung thành? Hãy chia sẻ ý kiến với chúng tôi bằng cách để lại bình luận ngay phía bên dưới. Đừng quên nhấn like, share và subscribe để cập nhật những thông tin mới nhất về thế giới bóng đá. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video lần sau.